Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án on sàn Emirates Swap. Đây là một cái sàn swap như kiểu PancakeSwap swap mà chúng ta hay trao đổi ấy. Thì cái dự án này chúng ta sẽ nhận được khoảng 2.000 token EVC, MC tương đương với khoảng 10 đô la trở lên, cũng như là khoảng 4 million MC dành khoảng 20.000 đô la dành cho cái top rep. Thì bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để tham gia kiếm tiền điện tử free mọi người nhé. Dự án này chúng ta sẽ làm ở trên bot, trên Telegram. Yêu cầu các bạn phải có một cái tài khoản Telegram nhé. Sau đấy thì mọi người sẽ chat bot nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ join một cái group này. Được rồi. Quay lại thì chúng ta theo dõi Twitter này. Theo dõi Medium này. Theo dõi YouTube này, cái YouTube này cũng thế này, Twitter này, Telegram này, để mình ấn luôn một thể nhé. Các bạn ấn vào submit, mọi người đánh email vào đây nhé. Rồi, Twitter tiếp tục vào đến Twitter. Chúng ta ấn vào follow nhé. Like, retweet. Vào profile chúng ta copy lấy link. Dán đây. Tiếp tục là Medium. Medium thì mình sẽ phải fake IP nhé. Mọi người fake IP lên. Medium bị khá là lâu rồi đấy. Là nó đánh IP ấy. Những bạn nào mà dùng Viettel thì hầu như là hay mạng Viettel hầu như là hay bị đánh, còn những cái bạn mà chưa không dùng cái mạng khác ví dụ như VNTP ấy, hình như là được. Chứ mình là mình bị đánh khá là lâu rồi, mấy tháng nay rồi. Đấy, vẫn không được luôn nè. Trời ơi nhanh lên. Trời ạ. IP nó cũng không được luôn là thế nào? Mình xem cái này nó có cái ấy không? Cái này option mà, cái này ấy đấy, cái này cần phải theo đấy mọi người ạ. Nó là thế nào? Mọi hôm bật là được nhá, mà hôm nay là bật nó lại không được luôn. Trời ơi, kiểu này là muốn bỏ luôn cái con Medium này đi. Bọn này thì nó cứ bắt theo cái này theo cái kia. Chán thật. Chuyển sang Canada xem nào. Cũng không được luôn mọi người ạ. Mình là phải copy lấy cái profile chứ, mà mình không có thì cũng rất là mệt. Chẳng lẽ lại ấn bỏ qua. Cái này nó bắt buộc là mình phải theo đấy. Còn cái YouTube ở bên dưới là tùy chọn. Các bạn làm thì làm mà không làm thì thôi. Nhưng mà cái này là bắt buộc là phải làm nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ nó mới vào đây này mọi người này. Trời ơi, có bực mình không chứ đấy. Chán ghê cơ. Theo ở đâu? Rồi chúng ta sẽ vào phần profile nhé. Copy lấy này. Chúng ta dán vào đây. Đấy, tiếp theo là chúng ta theo dõi YouTube. Cái này thì chúng ta có thể bỏ qua này. Đấy, tại vì là cái này nó không có bắt buộc. Mọi người ạ. Đấy, cái này mình theo rồi. Theo nốt này. Chúng ta like và chia sẻ lên cái mạng xã hội này. Đấy. Bỏ đâu, bỏ đâu.
Thôi, sau đây. Chia sẻ này. Ấn vào tweet nhé. Đây mọi người vào profile này. Copy lại link profile này. Dán vào đây. Rồi chia sẻ lên Twitter. Theo dõi anh tip này nhé. Là cái này đấy. Đây bài viết của nó đây. Chia sẻ này. Ơi mạng chán ghê ấy nhỉ, quay cứ lè 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 mãi không được. Chúng ta copy lấy cái link, ơi bọn mày cũng lắm chuyện lắm cơ, yêu cầu hết cái này cái nọ mà nghĩ bỏ qua hết đi rồi. Đấy mọi người nếu mà không không thích làm thì các bác bỏ qua nhé, tại vì là nó chỉ có yêu cầu chúng ta có ba cái nhiệm vụ ở trên, là cái nhiệm vụ này này, ba cái này này, một hai ba cái này là nó ghi là mandatory này là bắt buộc này, còn nó ghi option là ở dưới là mình tùy chọn nhé. Nếu các bạn tùy chọn theo thì các bạn ghi là điền thông tin, còn nếu mà không là các bạn bỏ qua nhé. Cái này thì mình hướng dẫn tất cả cho mọi người ấy thì nó cũng hơi lâu. Đây các bạn copy lấy link này. Dán đây. Yes. Đấy cuối cùng bạn làm ví, chúng ta vẫn điền ví MetaMask mọi người nhé. Đấy chúng ta vẫn điền ví MetaMask. Rồi, complete. Chúng ta theo một trong ba group này nào. Là nó hoàn thành nó ok thôi. Đấy cái top 50 thì mới được nhận được thêm token nhé, còn ngoài top 50 là không được nhé. Đấy vì thế cho nên là chúng ta làm luôn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.